Thì đến với Tronflot á, khi chúng ta tài trợ vốn cho cộng đồng, chúng ta sẽ có bốn cách để nhận lại cái sự hỗ trợ từ cộng đồng. Thì cách thứ nhất là nhận lại thụ động hàng ngày 1.2%, chúng ta sẽ được nhận trong vòng 180 ngày là 216%. Cái cách nhận thứ hai là chúng ta muốn thấy cái quỹ này hay quá, cái mô hình này hay quá, chúng ta đi chia sẻ phát triển cộng đồng, giúp cho cộng đồng Transplus ngày càng phát triển, giúp cho quỹ ngày càng lớn mạnh để có cái sự hỗ trợ xây vòng vốn tốt hơn. Đó, ai cũng nhận được nhiều quyền lợi hơn. Thì khi mà chúng ta chia sẻ được bất kỳ một người nào đó, chúng ta sẽ nhận được 10% trực tiếp. Cái hoa hồng thứ ba là hoa hồng dựa trên tổng doanh số 16 tầng, tức là chúng ta xây dựng được một cái đội, một cái cộng đồng dưới mình tổng cộng 16 đời. Đó, thì chúng ta sẽ được nhận matching bonus lên tới 16 tầng. Đó. Hoa hồng thứ tư là hoa hồng top 5, tức là dành cho những người cống hiến nhiều nhất, hỗ trợ phát triển cộng đồng lớn nhất. Mỗi ngày sẽ trích ra 0% quỹ đầu vào để chia cho top 5 người này. Cái phần thứ nhất là thu nhập thụ động. Thì ví dụ chúng ta tài trợ 1.000 tron vào quỹ Smart Contract của Tronflot, thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận về thụ động, không cần làm gì hết. Cái này nó mang tính chất của một nhà đầu tư nha. Chúng ta tài trợ 1.000 tron thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được 120 tron. Và cái việc nhận này chúng ta sẽ nhận đều liên tục trong vòng 180 ngày theo chu kỳ là 24 giờ. Cứ chúng ta rút một lần thì sau 24 giờ sau chúng ta được rút một lần nữa. Thì cái này chúng ta có thể rút mỗi ngày đều đặn đúng giờ, hoặc là chúng ta có thể để một vài ngày chúng ta rút một lần cũng được. Cứ mỗi ngày nhận đều liên tục là 1.2%, chừng nào nhận đủ 216% là hết cái khoản thu nhập thụ động này. Cái nguồn thu nhập thứ hai á, là nguồn thu nhập trực tiếp, là thông qua cái việc mà chúng ta giới thiệu cho bất kỳ một người, trực tiếp cho bất kỳ một người nào đó tham gia tài trợ quỹ cho quỹ Smart Contract Translate. Thì cứ mỗi một người chúng ta giới thiệu vào, chúng ta sẽ được 10% hoa hồng. Ví dụ như chúng ta giới thiệu một người tài trợ cho quỹ Smart Contract là 10.000 con TRX, chúng ta sẽ nhận được 10%, tương đương với 1.000 tron. Đó, 1.000 TRX này sẽ chuyển về ngay lập tức, auto chuyển về ngay lập tức trong cái ví cá nhân của mình. Thì cái hoa hồng trực tiếp này tạo động lực cho những nhà lãnh đạo, những leader, người ta có kinh nghiệm xây dựng và phát triển cộng đồng, phát triển hệ thống, họ sẽ có động lực để mà họ đi chia sẻ cho cộng đồng, phát triển cộng đồng. Cứ mỗi người họ chia sẻ ra, họ sẽ nhận được về ngay 10%. Đây là họ nhận sớm. Thì thay vì những người đầu tư đơn thuần, những người không làm hệ thống gì hết thì họ sẽ nhận chậm, chỉ có 1.2%. Thì những người làm hệ thống thì họ sẽ được nhận nhanh 10% trên tổng mắc ao 360% của họ. Cái này giúp cho cộng đồng ngày càng phát triển lớn mạnh. Cái phần thứ ba là phần matching bonus. Thì cái chia matching bonus này mình nói nôm na cho dễ hiểu là gì? Đây là lãi trên lãi. Đó, chúng ta sẽ được nhận 40% trên F1, 20% F2, 10% từ F3 cho tới F5, và 6% từ F6 tới F10, và 4% từ F11 tới F16. Tổng cộng chúng ta sẽ được nhận 16 tầng. Thì nói cho mọi người dễ hiểu đây là sao? Phần thưởng này chúng ta được nhận dựa trên cái số tiền mà lãi 1.2% của mọi người. Ví dụ cho dễ hiểu là mọi người người ta một người nào đó người ta tài trợ vào cái quỹ Tronflot này là 100.000 tron đi, thì mỗi ngày họ sẽ nhận 1.2% trên 100.000 tron đó của họ, tương đương với là 1.200 tron. Nếu mà họ là F1 của mình thì mình sẽ nhận 40% trên 1.200 tron đó. Nếu mà họ là F16 của mình á, thì mình sẽ nhận được 4% trên trên 1.200 tron đó. Nếu mà F3 thì 10%, tùy họ nằm ở vị trí nào thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu. Ví dụ như họ nhận trực tiếp của họ, họ là F5 của mình đi, thì họ nhận trực tiếp, họ nhận cái tiền lãi tỉnh của họ là 1.200 tron, thì mình sẽ được nhận 10% trên 1.200 tron, nó tương ứng với 110 tron một ngày. Đây là thu nhập thụ động. Đó, nhờ cái công mà chúng ta xây dựng và phát triển cái cộng đồng, nó giúp cho Tronflot, thì Tronflot sẽ chia lại cái khoản thu nhập này. Chúng ta sẽ được nhận nhanh hơn thôi, chứ không phải là đang nhận nhiều gì hết. Đó, bản chất ai cũng giống như ai. Đó, người không làm thì họ sẽ nhận chậm, còn người người ta làm việc tốt họ sẽ nhận nhanh hơn. Và khi họ mắc ao 360% thì họ buộc cũng phải tái lại giống như những người khác. Thì matching bonus này chúng ta phát triển bao nhiêu F1 chiều ngang thì chúng ta sẽ nhận sâu xuống được bao nhiêu tầng. Đó, nếu chúng ta phát triển được 16 F1 chúng ta sẽ nhận được 16 tầng. Nếu phát triển được 5 F1 chúng ta nhận được tới 5 tầng. 5 đời, top 5 hàng đầu. Thì cái phần mà thu nhập top 5 hàng đầu này là cái gì? Là mỗi ngày công ty sẽ trích ra tổng cộng là 0.2% trên tổng cái quỹ vốn được góp vào trong 24 giờ trong ngày hôm đó. Thì 0.2% này sẽ chia ra theo tỷ lệ là top 1 là 30%, top 2 3 là 20%, top 4 5 là 15 15%. Đó.
Ví dụ như tổng đầu vào của ngày hôm đó tổng cộng là 1 triệu tron thì công ty sẽ trích ra là 0.2%. Đó, thì 0.2% 2.000 tron, 2.000 tron này sẽ chia theo tỷ lệ này. Đó, dành cho những người có doanh số F1 nhiều nhất, doanh số này sẽ được tích lũy nha. Và điều kiện để được nhận là mỗi ngày chúng ta đều phát sinh một F1 hết. Đó, doanh số trực tiếp này được cộng dồn. Cái này khi nào chúng ta nhận thì chúng ta sẽ hiểu. Đó, này doanh số dành cho những người có sự đóng góp lớn cho cộng đồng. Ban đầu thì ít, nhưng mà vì sao mọi ngày có thể doanh số vào được một vài triệu tron là rất là lớn nha, mà chúng ta sẽ được nhận mỗi ngày. Đó, đó chính là bốn cách để tạo ra thu nhập. Bây giờ mình chốt lại, tổng kết lại về bốn cách để tạo ra thu nhập mọi người dễ nhớ. Thì cái cách thứ nhất là lãi thụ động 180 ngày, nhận tổng cộng là 360 216%. Nếu một người chỉ tài trợ vốn cho cộng đồng mà không làm gì hết, ví dụ họ tài trợ là 10.000 con tron thì sau 180 ngày họ sẽ nhận về được tổng cộng là 21.600 tron. Anh em leader có khả năng phát triển cộng đồng thì chúng ta có thể nhận lên tới cao nhất là 360%. Thì khác với cái dự án bình thường là không có mắc ao, dự án này là chúng ta có mắc ao. Đó, anh em làm hệ thống hay nhà đầu tư về nhà đầu tư khác, anh em làm hệ thống ở chỗ họ nhận 216% từ cái sự hỗ trợ của cộng đồng. Còn anh em làm hệ thống thì chúng ta nhận 360%. Nếu chúng ta phát triển ra một cộng đồng lớn, chúng ta muốn nhận tiếp và chúng ta biết cái hoa hồng thu về cho mình nó thụ động bao nhiêu đó thì chúng ta bắt buộc phải tài trợ tiếp. Nó không có vụ mà tài trợ một cái mã duy nhất, ví dụ như là 500 tron mà có thể tạo ra được thu nhập vài chục ngàn tron thì bắt buộc phải có tính xây vòng. Thì cái cơ chế này á, làm cho cái quỹ cộng đồng nó được xây vòng liên tục, được luân chuyển liên tục, và anh muốn nhận được nhiều hơn thì anh phải làm việc được nhiều hơn, còn anh không làm việc thì anh cũng bắt buộc phải tài trợ lại để cho cái quỹ nó luôn được xây vòng và luôn được phát triển. Đó, tức là đầu vào và đầu ra của cái mô hình quỹ Transplus này nó luôn luôn phải được cân bằng, thì khi cân bằng thì cái quỹ nó sẽ tồn tại vĩnh viễn y như ngân hàng thôi. Nếu nếu mà không ai gửi tiết kiệm ngân hàng thì ngân hàng cũng sẽ bị phá sản. Nhưng mà cơ chế của ngân hàng nó hay tạo ra niềm tin lớn thì cái đầu vào nó luôn luôn lớn hơn so với cái đầu mà ngân hàng trả lãi cho cái người gửi tiết kiệm á, luôn luôn lớn hơn. Thì cái mô hình Transplus này cũng vậy, nó cũng tạo ra cái cơ chế để mà cộng đồng người vào sau nó phát triển lớn mạnh, nó và người vào hơn người vào trước, để mà cộng đồng quỹ nó cứ tồn tại bền vững, nó không có bị gián đoạn, không có điểm chết. Thì cái này là trong phân tích cơ bản để mọi người hiểu chỗ này. Ví dụ như chúng ta đầu tư mà chúng ta không làm gì hết thì một nhà đầu tư đơn thuần họ cũng phải mất tới 3 tháng họ mới lấy lại được vốn. Thì trong cái thời gian 3 tháng này á, những người leader làm việc phát triển cộng đồng họ đủ thời gian đó để mà tạo ra một doanh số đáp ứng cái nhu cầu nó rút tiền của cái người này. Đó, thì cái mô hình này chúng thấy rất là bền vững nha. Đó, và có khả năng đi xa, có chiều sâu đấy. Đó, và dự án này còn có những cái round, những cái vòng tiếp theo nữa.